we sail a little bit higher. Đợi quá. Bây giờ sẽ ưu tiên cho một người một phần. Có bán 2 phần không ạ? Không, không, 5 phần được đâu. Không, phần một. Mẹ có bán 2 phần không ạ? Biết sao không? Một con lấy mẹ một phần trước hết đi con. Tại một người biết không? Bữa nay em không có đủ nhân lực em làm á. Ừ, thông cảm giùm các Thi nha. Đây nè, nói tiền. Ừ, ok, em thoát tiền cho chị 170. Lấy tiền của em. Hai phần. Không, một phần. Có đưa cho mọi người một phần ăn. Dạ ok. Lấy tiền rồi đó, lấy tiền gì vậy? Rồi ok, đưa cho cô đó. Rồi cảm ơn. Đi chế ơi, hai phần đi. Không, một phần giùm em nha. Một phần lấy cái phần gì chút nữa. Không, chưa có chân không? Chờ lâu quá. Rồi, đúng phần nữa chút. Khoan, đợi đây. Thôi, cô. Đợi cái thương chút. Mình đợi không rồi. Khoan, con khoan gom tiền, con đưa bánh, con hãy gom tiền. Con được. Lấy cho em 3 phần. Một phần, một phần. Khoan con đợi cô tí xíu nha, con đợi cô tí xíu. Bây giờ con mà đưa tiếp nữa, con không có tiền cô đưa ra. Một tấm bài mấy dưới đây à. Một phần. Đây, của em nè. Em một phần. Ok, đợi tí xíu. Rồi đưa đây một phần cho mẹ. Mấy đứa chị bỏ vô một phần đưa cho cô chú và mẹ nha. Một phần làm 2 phần. Rồi đợi có tí xíu nha. Mọi người ơi. Không kịp mọi người. Hết tiền nha mẹ. Các Thi đưa tiền cho. Đây không? Của ai đưa 100 nha. Hey. Cái này của ai? Si ơi. Si. Con ra ngoài con nói người ta một tiếng sau dòng lại. Ở trai. Con một phần. Mẹ bảo. Em một phần. Thôi đi. Một phần lấy bé này. Đứa anh này vô nè. Rồi để các Thi đi kiếm. Cho bé này vậy. 3 phần hả? Mỗi phần một phần. Khoan đưa đây. Hai bé một phần. Có cho chị kia 20. Con ơi, con đừng làm 2 phần nữa Vũ ơi. Con nè, đây, của mình đây. Rồi. Có cho chị kia 20. Có lấy tiền. Xem xoài. Có cho chị kia 20. Xoài đó em. Ừ, ok. Trời nè, chú có vốn rồi mà. Má không, hết vốn. Mấy đứa ơi, tụi con thì tớp lại hết. Một mình mẹ làm. Tụi con phải đưa bánh cho mẹ. Tụi con hiểu chưa? Để lại đi. Tụi con phải đưa bánh cho mẹ. Có đây 20. 70. Con phải đưa bánh cho mẹ. Con không có được lấy bánh để đưa cho người ta nữa. Nha. Để từ mẹ, mọi người từ em đưa cho mọi người. Một phần. Em vậy. Có. Mình qua Trung Sơn đi. Đi qua Trung Sơn mình ngủ đi. Hồi chút xíu mình vòng lại nha. Hả? Vô đợi được không? Một tiếng sau á. Còn thôi hai đứa đi Trung Sơn đi. Bữa nay lễ 30 Trung Sơn hạ giá dữ lắm. Nghe lời chị, ông có 200 ngàn. Vợ xíu chưa vô. Mấy phần? Một phần đưa cho chú này, một phần cho mẹ đi. Có con đưa cho chú mà một phần cho mẹ. Mình biết hơn, có tặng 10 hộp bao cao su nha. Đó, để cho mình biết cho mình và vợ chồng biết khỏe. Con ăn mình mấy phần? 4 bịch. Không 4 bịch cho nó, bao nhiêu bịch? Còn 2 bịch nữa. Rồi đưa 2 bịch cho cô chú này cho mẹ. Một tiếng sau nha. Con đưa cho cô chú đó 2 bịch. 2 bịch nè. Đi em. Đủ rồi, chị Vy đưa rồi. Có trứng chưa? Dạ rồi. Rồi, đây. À, lấy 2 phần. Đủ rồi. Còn nhưng mà bây giờ phải đợi trứng, đợi nó ra trứng, nó 2 mấy đứa nó nào. Rồi, đợi các con coi như thế này. Mình 2 bịch luôn không? Để em gửi cái chị Vy. Dạ, cảm ơn chị Vy. 30, mình đợi trứng cho các Vy nha. Vị gì? Hả? Ba chục. Mày nghĩ gì? Cái đầu to. 5 ngàn cái quà mua.
Đây con đưa đũa đây cho mấy chú video bên đây con. Ta đàn ông má. Không có đàn ông nào, tôi đàn ông má chứ. Không có đàn ông gì nào, giọng mà giọng mưa gà má vậy chứ. Ê, đừng. Con ơi, hẹn khách gì mẹ, hẹn khách gì mẹ. Ra hẹn đi, ra hẹn. Một tiếng nữa mới có bánh cho mọi người. Mình qua Trung Sơn mình ngủ đi. Hồi chút xíu mình vòng lại nha. Hả? Hả? Vô đợi được không? Một tiếng sau á. Còn thôi hai đứa đi Trung Sơn đi. Bữa nay lễ 30 Trung Sơn hạ giá dữ lắm. Nghe lời chị, không có 200 ngàn à. Vợ xíu chưa chưa? Mấy phần, mấy phần? Một phần đưa cho chú này, một phần cho mẹ đi. Có con đưa cho chú mà một phần cho mẹ. Mình mấy phần? Có. 10 hộp rau cao su nha. Đó, để cho mình biết cho mình và vợ chồng biết sức khỏe. Hai ông, hai con. Thôi lời mà không sống đâu nghe. Sao vậy? Hả? Si ơi, sao con không hẹn chú vậy? Con đưa bánh cho mẹ ha. Mày cầm bánh hoài nó nguội. Mấy năm rồi. Đây, thầy. Ai hai phần? Có hai phần phải không? Đây hai phần. Anh về có ba phần. Rồi các đi tí xíu mọi người. Con ơi con. Có 10 có 10 ngàn không chắc chưa xin mời. Dạ, 10 ngàn không? Có 10 ngàn trong tài khoản của mình đó. Đó, kiểm tra tài khoản mình có 10 ngàn không? Đó, đó rồi, các đi có mình 40 nha. Rồi. Không biết sao không? Nó hết cậu thôi phải đợi. Cái nào? Tôi đang đại diện cho em của Ngọc Trinh đó. Lấy tiền cho. Rồi, lấy tiền cho tiền mất tiền. Đây, 30. Không. Rồi, chưa có, mình đợi. Đâu đi, tao khổ, tao chọn cái chú kìa, tên là. Dạ, đợi một chút xíu đi. Không có đèn dài. Xíu được cả luôn khách đến để mua bánh tráng trộn của các thương nhân mình. Cảm ơn chị. Cảm ơn ba bịch bánh đường mình cũng phải đợi nữa à, mình cũng phải đợi à, không cũng phải đợi cho em. Còn con mình đi đâu đi, mình tới thì cũng mình trước. Dạ ta đi chơi không đâu, đi coi bắn có bông đi rồi về. Em bắn cho em coi đi. Đây vô đây đi, chị bắn có bông cho em coi tại chỗ. Ờ hai đứa tự bắn nhau nha. Rồi một tiếng sau dòng lời giùm em. Đó một tiếng sau mọi người. Trời ơi chị nói gì chứ mai chị đi xe hơi em tiếp đãi đồng hậu cho. Con ơi. Dạ. Em bắt cho đi con. Cà phê của ai kìa? Đây nè. Đây nè. Vô đây người ta ngồi đứng đi chi cho cực khổ, uống ly phê vô đấy ghế ngồi. Dở rẹt. Đã tới nơi rồi ta ngồi đại đi, có ghế mình mua, mình bỏ tiền ra mua cà phê mình phải ngồi cho nó thoải mái. Tự nhiên mình ngồi đứng đó làm chi cho cực khổ gì trời. Vô đi ngồi nè. Bây giờ không có mua cũng ngồi luôn, không có sợ, không có ngại, hiểu không? Dạ. Một xin ra hẹn khách cho mẹ, cái hẹn khách cho mẹ. Mẹ đi chỗ tao ra, tao hẹn nữa tao lấy đá. Chú ơi. Đứt mẹ. Xin quát âm lại mấy cô con. Một tiếng sau. Mới có cho mấy cô. Một tiếng sau mới có nha. Một tiếng sau mới có. Mọi người đi, một tiếng sau mới có được. Mọi người đứng đợi cuốn con đâu nha. Mấy chào chúng tôi đi vô đây, danh vô đây mấy cha. Đừng có đi nữa, đừng ra ngoài nữa. Trời ơi, tôi đi đâu, YouTube đi đâu. Cuối cùng ra bãi khách có 3 người, mà YouTube 12 người. Thôi vô đây mấy cha, đi vô đây. Con không được cho người ta đứng nữa, bữa nay 30 người ta đi ăn tới cho con. Vô đi chú. Vô đi.
Trời ơi, làm trời. Thì hỏi tên gì Cát Tường hả? Hả? Tên Cát Tường hả chị? Thì mẫu em đổi mỗi tên. Đừng có kìa. Để cố gắng, để các thầy cố gắng cái đã. Các thầy cố gắng, các thầy. Nè, đi vô xe nè, đi vô. Ờ, em biết rồi, biết rồi. Xí xí hẹn khách giùm mẹ con giùm xe con. Bánh đâu? Một tiếng nữa. Mình có bị hẹn một tiếng chưa? Rồi hả? Rồi bây giờ chị chỉ em nè. Em lũi thẳng xuống sông luôn. Nó tiêu cái nghiệp em nha. Thẳng xuống sông luôn. Một tiếng sau lời giùm chị nghe. Ở đây mày hẹn khách thì con không hẹn. Một tiếng sau không có. Một tiếng sau nghe. Con có điện hẹn chưa? Hai mươi tiếng hả? Rồi đi vô đó đậu đi. Có nhiêu gửi nhiêu nghe. Đi có đậu. Đậu chị đậu lâu không? Tiếng lần á, đúng một tiếng lần á má ơi. Quạt lỡ cái đó không có hỏi. Trời ơi, thương giùm đi một tiếng sau mà quay lại đi. Năm bịch đó. Ba hâu nhá. Bà cứ hẹn một tiếng đi, lát bà lợi có tiếng của mày. Có nhà bạn đây không? Dạ, có em nè, anh ăn tại chỗ đi. Con cầm mẹ đi chùa đó. Dạ, cửa rồi con ơi. Có chùa không con, đã cầm nãy đi giờ. Cái này đóng, cái này là đóng cửa thành luôn. Trời ơi, ghê thiệt á. Đó, đã nói mẹ rồi mà mẹ không nghe. Đi chùa. Con đi chỗ con một cái bánh đưa ra đưa đi con. Hết rồi mẹ ơi, 15 phút nữa. Một tiếng sao mới có, hồi nãy mình đâu bị hẹn đúng không? Bây giờ đi phạt một tiếng sao mới có. 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 Mở cái chán rồi kìa. Có bánh chán không có nhiều. Xếp hàng, xếp hàng. Con từ từ đi. Không có đồ nữa đâu. Đi vô con. Bà nội nó có một bữa thì có bánh mà không có trứng, có bữa có bánh có trứng thiếu xoài, có bữa có bánh có trứng có xoài lại thiếu bánh. Rồi đi đây. Rồi con ơi, bây giờ mấy cô mấy chú đứng đứng sao mà một tiếng nữa, ai ai đứng sao một tiếng nữa, hai bạn mà hai phần á chị ơi. Ok. Ủa trong gạo có bao nhiêu cái nữa? 40 phải không? 40 cho cô nào. Con ơi, con cho nó cho hai bà mẹ đi. Của em nhiêu? Ok. Lấy một phần. Con ơi, một xoài đâu? Một xoài đâu? Con khoan. Đưa đây khoan, đừng trời ơi trời. Nó nổi quá. Rồi, của em mấy phần? Hai phần. Có xoài lấy xoài, không có xoài lấy không đảm giùm các tiên nha. Rồi, ok. Rồi. Bỏ vô giùm em, bỏ ngang qua. Đây con đưa chú xuống xe hơi cho mẹ nè, con đưa chú xe hơi 3 phần cho mẹ. Đưa cho mẹ một phần. Để chí hùng. Con Duy. Đi vô. Xe hơi 4 phần. Đi vô đây vô. Con xe hơi 4 phần. Con hẹn lần cho mẹ. Phần 2 phần à. Không có được đi ra ngoài nữa. Không đem chuẩn lâu rồi. Áo bịch bự là 3 phần này nè. Mẹ, bánh tráng
cho con đưa cho chú ra hai phần. Ba phần cho chú ra hai phần. Con lấy phần hai cho, mấy lấy mỗi phần hai phần hết cho mẹ đi. Hết rồi. Đi rồi. Đợi quá. Bây giờ sẽ ưu tiên cho một người một phần. Có bán hai phần không? Không, không, năm phần được đâu. Một phần một. Mẹ có bán hai phần không? Biết sao không? Một. Con cứ lấy mẹ một phần trước hết đi con. Tại một người biết không? Bữa nay em không có đủ nhân lực em làm á. Ừ, thông cảm giùm các Thi nha. Đây nè, đổi tiền. Ừ, ok, em nói chuyện cho chị 170. Lấy tiền hai phần, hai phần. Không, một phần, một phần, một phần. Có đưa cho mọi người một phần ăn. Dạ ok. Lấy tiền rồi đó, lấy tiền gì vậy? Rồi ok, đưa đưa cho cô đó. Rồi cảm ơn. Đi chứ ơi, hai phần đi. Không, một phần giùm em nha. Không có mấy phần. Còn nhiều cái trứng không? Chờ lâu quá. Rồi, một phần nữa chú. Rồi, đây đây. Ôi, cô. Đợi cái thêm mình đợi không rồi. Khoan con, khoan gom tiền, con đưa bánh con hay gom tiền. Con đưa lấy cho em 3 phần. Một phần, một phần. Sao mẹ có bé 2 phần mà. Khoan con đợi cô tí xíu, hay con đợi cô tí xíu. Bây giờ con mà đưa tiếp nữa con không có tiền, con không có việc cô đưa ra. Rồi, đây. Một tấm mà lấy dưới đây à. Một phần, một phần. Đây, của em nè. Okay. Em một phần. Ok, đợi tí xíu. Ủa một phần. Rồi đưa đây một phần này. Mấy đứa chị bỏ vô một phần đưa cho cô chú với mẹ nha. Làm hai phần. Rồi đợi có tí chút xíu nha. Mọi người ơi. Không, không kịp mọi người. Mẹ, hết khối tiền nha mẹ. Các Thi đưa tiền cho. Của ai đưa trăm nha. Si ơi. Si. Con ra ngoài con nói người ta một tiếng sau dòng lại. Ở trai. Con một phần. Mẹ bảo. Một phần. Lấy bé này. Rồi để các Thi đi chiếu. Cho bé này vậy. 3 phần hả? Mỗi phần một phần. Khoan con đưa đây, đưa đây, đưa đây. Hai bé một phần. Có cho gì kia 20. Con ơi, con đừng làm hai phần nữa Vũ ơi. Con nè, đây, của mình đây. Có cho gì kia 20. Có cho gì kia 20. Có cho gì kia 20. Trời nè, nè, chú có vốn rồi má. Má không, hết vốn. Mấy đứa ơi, tụi con thì tớp lại hết. Một mình mẹ làm. Tụi con đưa đưa bánh cho mẹ. Tụi con hiểu chưa? Để lại đi. Tụi con phải đưa bánh cho mẹ. Có nè 20. 70. Con phải đưa bánh cho mẹ. Con không có được lấy bánh để đưa cho người ta nữa. Nha. Để từ mẹ, mọi người từ em đưa cho mọi người. Một phần. Em vậy. Nói tùy em. Có nhiều. Nè nè nè, hai cái trứng cút là sao, hai trứng gà là sao? Mẹ ơi. Quay đi nè. Chúng tôi ơi. Một tiếng quay lại hết, tối quay lại hết con. Thì có ai lấy tiền đâu. Mọi người thương em, mọi người đợi giùm em nữa nha. Thiệt luôn á. Không quà. Đợi một tiếng nữa. Không có một cái nữa không? Không, không có một anh bịch đâu. Thì mấy anh đặt 5 bịch là khó luôn. Con này khỏi á. Không có hết rồi. Mẹ đừng mất anh con nữa. Đi ra ngoài canh khách do mày để lưu lộng khách người ta mới tìm vô. Mày nói khách là một tiếng sau đi. Trời ơi không ra kịp thiệt á, buồn ghê lắm thôi. Mày có một người máy là chán hàng quá. Tao hỏi coi không không hỏi nó đi con lắm. Không phải. Cái này là do có mồ hôi của trứng ra. Chứ đâu phải là bị hôi đâu mà nó hôi hồi là mày ăn suốt luôn á. Nghe nó hôi hôi đặng lột ra. Ừ.
Đây là một không phải là... Chị ơi, một tiếng xong mới có. Nà, khách cũ á, chị phải ngồi đợi á. Cũng phải đợi, em muốn ra bánh kiểu.